Minasan konnichiwa, Cosmos no Zun desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Zun Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Video hướng dẫn làm đề thi số 4. Đề thi số 4 này có giới hạn về kiến thức như thế nào? Phần từ vựng và ngữ pháp thuộc bài số 16 đến bài 20 trong cuốn Minano Nihongo. Về kanji, chữ Hán thì là từ bài 1 đến bài 8 thuộc cuốn Kanji Look and Learn, là bao gồm 128 chữ Hán rồi. Như vậy các bạn đã có một khối lượng kiến thức khá rồi đúng không? Và đầu tiên là phần chữ Hán. Chữ Hán ở đề số 4 này chúng ta sẽ tìm hiểu đến bài số 7 và bài số 8. Bài số 7 và bài số 8 ở đây sẽ là những chữ gì? Bài số 7 thì có những chữ gì nhỉ? Chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa nhé. Đó là chữ nhập, là nghĩa là vào. Chữ xuất có nghĩa là ra. Chữ thị có nghĩa là thị trấn. Chữ đinh là phố. Chữ thôn là làng. Chữ vũ là mưa. Chữ điện là trong điện lực, điện khí đúng không ạ? Xa là xe, xe trong ô tô đó, đi lại. Và chữ mã nghĩa là ngựa. Và chữ mã này nằm trong cả chữ dịch, nhà ga nữa. Và xã trong xã hội, công ty. Chữ hiệu trong hiệu trưởng của trường học. Chữ điếm là cửa hàng. Chữ ngân là trong ngân hàng. Chữ bệnh là bệnh viện và thêm chữ viện nữa. Và đó chính là 16 chữ của bài số 7. Ở bài số 8 thì bạn sẽ tìm hiểu các chữ như sau. Là chữ hưu. Hưu trong nghỉ hưu, tẩu là chạy, khởi là ngủ dậy, thức dậy. Bối là bộ, đúng không ạ? Sò đó. Và chữ bộ sò đó nằm trong chữ mãi là mua. Mãi mua, mãi bán, đúng không ạ? Và đọc là đọc, đọc sách, đọc báo. Thư là viết, hoặc trong văn thư, thư viện. Chữ quy có nghĩa là về, về đâu đó. Miễn là miễn cường để ghép lại thảo thành. Benkyo là học. Chữ cung là cái cung. Và chữ trùng là côn trùng. Và chữ trì ở đây là cầm nắm. Danh là tên. Ngữ là ngôn ngữ. Và đó chính là 16 chữ Hán tiếp theo của bài số 8. Tổng cộng là 32 chữ Hán từ bài 7 đến bài 8 sẽ nằm trong kiến thức đề thi số 4 này. Về phần ngữ pháp, ngữ pháp bạn sẽ có thể thấy rằng đề số 4 sẽ là ngữ pháp từ bài 16 cho đến bài 20. Bài 16 chúng ta tiếp tục tìm hiểu với verb T. Verb T khi mà nối liệt kê hành động, hay khi mà diễn tả là sau verb 1 là verb 2, và nối tính từ, danh từ với câu. Và cuối cùng đó là để diễn tả N của S thì mang đặc điểm gì. Đó là bài số 16. Bài số 17 tiếp tục với thể T, nhưng chúng ta dùng với cấu trúc Nai de kudasai, đừng làm, không nên làm việc gì đó, hay phải làm nakereba narimasen, hoặc nakete mo ii desu, cũng không là về cũng được, đúng không ạ? Bài số 18 thì sẽ là dạng dekimasu, có thể làm gì đó, và tiếp xúc với đầu tiên đó là thể từ điển. Verb lu koto ga dekimasu, tôi có thể làm gì? Và nói về sở thích của mình, và trước cái việc gì đó thì làm một hành động. Trước cái hành động verb 1 đó thì làm verb 2 chẳng hạn. Và bài số 19 đó là chuyển sang thể to, verb to koto ga arimasu, tôi đã từng làm việc gì đó, hay verb tari shimasu, khi mà bạn liệt kê động từ. Và bài số 20 thì bạn sẽ hiểu học về dạng kiểu thông thường và các cách nói kiểu thông thường đó. Thì đó chính là 5 bài ngữ pháp tiếp theo từ 16 đến 20 mà các bạn đã học. Và trong đề số 4 này thì phần kiến thức ngữ pháp cũng như kanji đó sẽ nằm trọn trong phần đề số 4, và chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại kiến thức đó qua việc làm các bài tập gồm 4 phần: phần chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu và nghe nói nhé. Phần đầu tiên, chữ Hán và từ vựng. Bài 1 đó là gì ạ? Đó là tìm cách đọc hiragana đúng của từ được gạch chân. Ở đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Betonamu wa okome o gì đó stemas. Chữ gì ạ? Chữ xuất, đúng không ạ? Xuất ở đây nghĩa là xuất khẩu. Yu shutsu. Xuất sẽ là shutsu, đúng không ạ? Và đáp án đúng là đáp án B. Câu số 2, kaimono hay là gaimono hay là kamono. Watashi wa nani nani ga suki desu, tôi thích cái gì đó. Và các bạn biết rằng đây là mua sắm đúng không ạ? Và mua sắm ở đây sẽ là gì? Ghép bởi cách đọc Oyumi hay Kunyomi ạ? Kunyomi. Và đó là kaimasu, ghép với mono là kaimono. Đáp án C. Câu số 3 nhé. Watashi no shubi wa, cái gì đó, desu. Đọc thư. Đọc thư là đọc sách. Dokusho. Thư thì là âm ngắn. Do đó là đáp án B hoặc C. Đọc ở đây sẽ đọc là dokusho.
độc sổ hoặc độc sổ đúng không ạ? Thì đó chính là đáp án D. Câu số 4, 彼は日本語を勉強しています. Anh ấy đang học tiếng Nhật. Benkyo, chữ miễn chữ cường sẽ là đáp án A, đúng không ạ? Cường là trường âm. Kyo, benkyo. Câu số 5, O, nani nani wa an desu. Tên là An. Nan e, namae hay là gì đó thì đáp án đúng là namae. Namae wa an desu. Bài số 2, bài số 2 ở đây là dạng bài tìm cách viết chữ Hán đúng của chữ Hiragana được gạch chân. Câu số 6, Nihongo wa omoshiroi desu. Tiếng Nhật thì thú vị, đúng không ạ? Nihongo, Nihongo là Nhật Bản ngữ, chữ Nhật là giống hệt nhau rồi. Nhưng gì ạ? Các bạn nhận thấy chữ bản ở đây sẽ là đáp án D hoặc A. Và cuối cùng là ngữ thì sẽ là đáp án D là đáp án đúng, đáp án cuối cùng. Câu số 7, và kono kyūjitsu wa doyōbi to nichiyōbi desu. Nghỉ học, ngày nghỉ của trường học là vào thứ bảy và chủ nhật. Vậy ngày nghỉ ở đây sẽ là kyūjitsu, sẽ là hưu nhật. Hưu nhật là đáp án C là đáp án đúng. Câu số 8, kotoshi no kuwatsu ni Sakura Daigaku ni ryūgaku shimasu. Tôi sẽ ryūgaku, tôi sẽ nhập học vào trường đại học Sakura vào tháng 9 năm nay. Vậy sẽ là đáp án nào đúng ạ? Chữ nhập, nhập thì sẽ là chữ A này rồi, ryūgaku. Câu số 9, buchō wa mō dekakemashita. Trưởng phòng đã đi ra ngoài rồi. Vậy thì đây là chữ xuất, xuất sẽ là đáp án nào? Đáp án C hoặc D. Nhưng C ở đây là de, demashita. Thì không hợp lý, đây là dekake. Vậy đáp án D là đáp án chuẩn. Câu số 10 nhé, đường Lâm mura wa furui mura desu. Làng đường Lâm là một làng cổ. Vậy làng ở đây sẽ là chữ gì? Thôn ở đây chữ gì? Đây là chữ Lâm rồi, không đúng. Thôn đâu nhỉ? Đây là đáp án B, thôn đúng không ạ? Là đáp án đúng. Bài số 3, hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống. Câu số 11 nhé, Denki no nani nani wa doko desu ka? Cái gì đó của điện thì nằm ở đâu? Chiketo là vé, sai rồi. Suichi là công tắc, có phải đúng. Eakon thì không thể Denki no eakon được. Pascon cũng không thể được. Vậy đáp án đúng sẽ là suichi, công tắc điện nằm ở đâu. Câu số 12, Denwa o kaketai desu ga okane ga arimasen. Tôi muốn gọi điện thoại nhưng lại không có tiền. Yasui, sukunai, chi sai. Vậy yasui là rẻ, không hợp lý. Yes, sukunai là ít. Thì tôi không có ít tiền, không hợp lý rồi. Chi sai là nhỏ, không phải. Komakai là lẻ, tiền lẻ. Komakai okane ga arimasen. Đáp án đúng là đáp án D. Câu số 13, jenbu de 1800 yen desu kara 200 yen no nani nani desu. Arigatou gozaimashita. Tất cả là 1800 yên, do vậy 200 yên là tiền gì đó. Kingaku không phải là lệ phí cơ. Otsuri là tiền lẻ, có vẻ hợp lý. Omiyage là quà tặng. Komakai là nhỏ, không phải. Vậy đáp án đúng là otsuri, tiền trả lại, đúng không ạ? Tiền thối đấy ạ. Câu số 14 nhé. Koko ni kesho kado irete nani nani oshite kudasai. Bạn hãy gì ạ? Hãy để cái kesho kado vào đây, kesho kado vào đây. Sau đó thì hãy ấn số gì? Toroku bango, số đăng ký, không phải. Ansho bango là mật khẩu, có vẻ đúng. Hokensho bango có nghĩa là mã số của bảo hiểm, sai. Shomesho bango có nghĩa là số chứng minh nhân dân. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Câu số 15 nhé. Mokugatsu desu ne. Ui, đã tháng 9 rồi nhỉ. Kore kara suzushiku natte ii kisetsu ni narimasu ne. Từ bây giờ trở đi sẽ mát hơn và sẽ trở thành một mùa tuyệt đẹp đấy, đúng không ạ? Ikisetsu. Vậy có mô sư là sắp sửa. Sắp sửa thì suzushi thì được, nhưng mà lại kunate thì không đúng. Dandan là dần dần, có vẻ đúng. Mô thì cái gì đó đã rồi, đúng không ạ? Yoku hay thì không thể đúng với nate được. Vậy đáp án đúng là dandan. Dandan suzushiku nate, đúng không ạ? Dần trở dần lên là mát mẻ hơn, đúng không ạ? Và tiếp theo là phần ngữ pháp nhé. Phần ngữ pháp bài rằng bài đầu tiên là điền từ thích hợp vào chỗ trống. Kongetsu no 30nichi okane o harate kudasai. Hãy trả tiền vào cái gì ngày 30 này đấy. O thì không được, đi với thời gian thì không thể trừ từ O. Kara không hợp lý. Kara thì phải có ma để. Ga không hợp lý. Vậy đáp án đúng ở đây là ma de ni. Đáp án đúng ở đây là ma de ni, đáp án D. Câu số 17. Daigaku o cái gì đó kara computer no den khai sở nhị hai tê san nên hatarakimashita. Cái gì đó tốt nghiệp đại học này và tôi vào một công ty máy tính và làm trong 3 năm rồi,
đúng không ạ? Vậy demashita không hợp lý. Kara thì đằng trước sẽ là thể te, dete kara. Đáp án đúng là đáp án B. Câu số 18 nhé. Kono toshokan no hon wa nishukan kariru koto dekimasu. Vật lư cô tô ga dekimasu. Do đó trợ từ đúng ở đây chỉ có thể là ga, đáp án C. Câu số 19, chotto nodo là itai. Nodo itai thì sẽ đi với nodo ga, đúng không ạ? Nodo ga itai desu, đáp án C. Câu số 20, ototo wa cái gì đó imasen dokushin desu. Imasen là chưa gì đó, kết hôn, kết hôn đúng không ạ? Để diễn tả trạng thái còn chưa kết hôn thì thường người ta đi với verb te, đúng không ạ? Verb te imasen, và do đó là câu C. Đối với dạng câu 18, 19, 20 này thì thường là những cụm từ, những câu đặc biệt rồi, cố định rồi, cho nên là các bạn hãy học thuộc nó và để lần sau mà gặp phải thì các bạn sẽ chọn được đáp án đúng ngay mà không phải suy nghĩ mất nhiều thời gian. Câu số 21, nakanaka kanji o oboeru koto ga dekimasen. Hãy oboete, oboemasemasu, hãy oboemashita. Đi với koto thì sẽ là verb lư, ở đây là đáp án D. Mãi mà không nhớ được chữ Hán đúng không ạ? Câu số 22, otera o kengaku shite kara shawa o sau đó ofuro ni ri shinai de kudasai. Nghĩa là gì ạ? Sau khi mà đi đến chùa, thăm chùa thì không được, có nghĩa là không được tắm. Ví dụ như tắm vào hoa sen hoặc là vào bồn. Vậy thì chia thành li đúng không ạ? Tari tari shimasu đúng không ạ? Tari tari shimasu ở đây sẽ là đáp án nào nhỉ? Đáp án A. Bài số 5 là bài tìm sao. Câu đầu tiên, câu 23 nhé. Mai sở eki de shinbun yomimasu. Shinbun thì là báo, báo làm gì đó. Katte de o densha. Đúng không ạ? Shinbun thì sẽ phải đằng sau là trợ từ o. Shinbun o, o thì sẽ đi đằng sau nữa là katte densha de yomimasu. Vậy đáp án đúng, ngôi sao sẽ rơi trúng vào đáp án A, katte. Câu số 24. Ikanakereba naranai motte o passport. Vậy ikanakereba naranai thì sẽ là nằm ở đáp án cuối. Vậy đằng trước sẽ là gì nhỉ? O. Ừ hay motte? Motte ikanakereba naranai passport o đúng ạ? Vậy thì sẽ là passport o motte ikanakereba naranai. Phải mang theo passport, hộ chiếu đúng ạ? Và đó chính là phần ngữ pháp của bài số 5. Bài tiếp theo là bài số 6, điện tử. Chúng ta vừa đọc và vừa điền từ nhé. Atsuku natta mo sugu shichigatsu desu. Shichigatsu da. Ở đây là dạng gì ạ? Dạng văn hội thoại thể ngắn mà bài số 20 chúng ta đã học. Mata atsu natsu ga gì đó. Đã là thể ngắn thì chúng ta sẽ chọn đáp án gì? Mata atsu gì ạ? Lại thêm một mùa hè nóng nữa thì làm sao? Iku kuru suru naru sẽ là kuru. Nếu là naru thì phải nhị naru, đúng không ạ? Suru thì không phải, vì đây là mùa hè nó đến đúng không ạ? Iku thì là đi rồi, vậy đáp án B là đáp án chính xác. Boku wa atsui kisetsu ga suki da. Tôi thích cái mùa nóng, đúng không ạ? Natsu wa isumo yama ni nobottari umi de oyoidari suru ga kyonen no natsu wa isogashikatta kara dokoe mo iku koto ga dekinakatta, zannen datta. Phần này các bạn không dịch cũng được, mà ở đây mình dịch để cho các bạn tham khảo nhé. Mùa hè thì tôi có, dù là có thể gì ạ, đi leo núi hoặc đi bơi, thế nhưng mùa hè năm ngoái thì do quá bận nên tôi không thể đi đâu cả, thật là đáng tiếc. Kotoshi no natsu wa shichigatsu no hajime ni umi e iku. Thì đầu tháng 7 của mùa hè năm nay thì tôi sẽ đi biển. Umi e te, sau đó thì làm gì đó, study shitai. Tôi muốn làm gì đó và bạn thấy xuất hiện ở đây là study, vậy đằng trước sẽ là tari tari đúng không ạ? Tari tari ở đây sẽ là gì? Sẽ là gì nhỉ? Câu số 26 sẽ là một động từ oyoide, oyoidari, oyogimasu, oyoidari đúng không ạ? Verb tari. Tiếp theo là tsuri o hay tsuri desu. Đi với o thì sẽ là tsuri đúng không ạ? Tsuri o shitari shitai. Vậy sẽ là umi e itte oyoidari tsuri o shitari shitai. Tôi muốn đến biển vừa bơi rồi lại có thể câu cá nữa đúng không ạ? Bơi và câu cá chẳng hạn. Kono kan. Kono aida umi no chikaku no hotel o yoyaku shita. Gần vừa rồi thì tôi cũng đã gì nhỉ? Đã đặt trước cái khách sạn ở gần biển rồi. Và đó là đoạn hội thoại dành cho bài đọc
dạng đọc hiểu nhưng mà lại thuộc về ngữ pháp, đó là dạng điền từ, bài số 6. Và chúng ta cùng chuyển sang phần đọc hiểu nhé, phần trả lời câu hỏi. Với cách làm của bài đọc hiểu thì mình đã chia sẻ rồi, trước khi các bạn đọc vào bài đọc ra như thế này thì hãy đọc câu hỏi trước để xem câu hỏi ấy hỏi gì để tìm thông tin chính xác và phù hợp. Làm như vậy sẽ rút ngắn thời gian và giúp cho các bạn chọn được câu hỏi trả lời chính xác hơn. Câu số 28 ở đây là gì nhỉ? Mùa đông thì núi Fuji như thế nào, thì chúng ta sẽ tìm ngược lại. Fuji-san wa mita koto ga arimasu ka? Bạn đã từng nhìn thấy núi Fuji chưa? Fuji-san wa 3776m de Nihon de ichiban takai yama desu. Núi Fuji là ngọn núi cao 3776m, là núi cao nhất Nhật Bản. Shizuoka-ken to Yamanashi-ken no aida ni arimasu. Nằm ở giữa tỉnh Shizuoka và Yamanashi. Fuyu wa Fuyu rồi, thì thông tin rồi. Fuyu wa yuki ga futte shiroku narimasu. Mùa đông thì tuyết gì ạ? Tuyết rơi và sẽ trở nên trắng xóa. Vậy cái gì trở nên trắng xóa ở đây? Chính là ngọn núi đó trở nên trắng xóa đó. Vậy thì đáp án là gì ạ? Akaku narimasu, yuki ga furimasu, shiroku narimasu hay aoku narimasu? Đáp án đúng và hợp lý nhất là shiroku narimasu. Câu số 29 nhé. Itsu fujisan ni noboru koto ga dekimasu ka? Thì khi nào có thể leo được núi Fuji thì chúng ta cùng tìm lại. Natsu mo yama no ue ni yuki ga arimasu. Ở mùa hè thì trên núi cũng có tuyết. Shichigatsu to hachigatsu dake Fujisan ni noboru koto ga dekimasu. Chỉ vào tháng 7 và tháng 8 mới có thể leo được núi Fuji thôi. Vậy chúng ta quay trở lại đáp án của câu số 29 để chọn nhé. Shichigatsu to hachigatsu, hachigatsu hay là haru. Và đáp án nào đúng nhỉ? Đáp án B, tháng 7 và tháng 8 đúng không ạ? Câu 30, câu cuối cùng của bài đọc. Fujisan no ue ni yubin kyoku ga arimasu ka? Ở trên núi Fuji thì có bưu điện không? Thì muốn có hay không, muốn biết thì chúng ta phải đọc lại. Yama no ue ni yubin kyoku ga atte. Ga atte ở đây có nghĩa là có rồi. Đúng ạ? Vậy thì chọn luôn là arimasu, không cần phải đọc những phía sau. Bạn đằng sau không thể có câu hỏi nữa thì không cần phải đọc phần cuối nữa đúng không ạ? Là bạn có thể kết thúc phần bài đọc hiểu này rồi. Và chúng ta có thể chuyển sang phần nghe. Bài nghe này hôm nay chúng ta cũng có 3 bài. Bài đầu tiên là dạng nghe để trả lời câu hỏi. Và chúng ta cùng nghe nhé. 1. Dance ga dekimasu ka? Dance ga dekimasu ka? Bạn có thể nhảy được không? Hay dekimasu hoặc ie dekimasen đúng không ạ? Câu số 2 nhé. 2. 日曜日 nani wo shimasu ka? Câu số 2 là gì nhỉ? 日曜日 nani wo shimasu ka? Vào chủ nhật thì bạn làm gì? Vào chủ nhật thì bạn làm gì? Bạn có thể liệt kê ra Nihongo benkyou shitari, eiga o mitari shimasu, hay là eiga o mitari, ryori o tsukutari shimasu, đúng không ạ? Vân vân, bạn có thể liệt kê một số hành động ra để diễn tả việc làm ngày chủ nhật đó. Câu số 3 nhé. 3. Kanji ga ikutsu wakaru? Kanji ga ikutsu ga wakaru? Bạn hiểu khoảng bao nhiêu chữ Hán? Thì bạn nói ra đúng không ạ? Bao nhiêu gì, đúng không? Bao nhiêu chữ thì bạn nói ra. Kanji ga gurai wakaru, đúng không ạ? Đây là dạng thể ngắn bài số 20. Câu số 4 nhé. 4. Ashita dekakerakereba narimasen ka? Ashita dekakerakereba narimasen ka? Ngày mai bạn có phải ra ngoài không? Hay dekakerakereba narimasen hoặc ie dekakenakutemo ii desu. Đúng không ạ? Ie thì sẽ là gì? Tôi không ra cũng không sao, đúng không ạ? Và câu số 5 nhé. 5. Okasan wa donna hito desu ka? Okasan wa donna hito desu ka? Mẹ của bạn là người như thế nào? Mẹ tôi là một người rất đẹp hay là thân thiện này, mẹ tôi là người thông minh, dễ thương vân vân. Bạn có thể liệt kê ra những đặc điểm của mẹ mình. Ví dụ khi để shinsetsu na hito desu, hay atama ga yokute shinsetsu na hito desu. Thì đó chính là bài số 1, chúng ta cùng tìm hiểu bài số 2. Bài số 2 ở đây là onna no hito wa nan to imasu ka? Người con gái sẽ nói gì? Thì để biết được người con gái nói gì thì bạn phải nghe đoạn hội thoại. Và dạng bài này thì rất hay có, hay được ra trong đề thi năng lực tiếng Nhật JLPT tổ chức. Các bạn chú ý nhé. 2 番女の人は何と言いますか? B 佐藤さん、風邪はどうですか? もう大丈夫ですか? A パクさん、ありがとうございます。昨日はテニスをしました。え?テニス?大丈夫ですか?はい、もう元気ですから。A心配しないでください。B 心配してはいけません。C 心配しません。
Các bạn sẽ nhận thấy rằng đoạn hội thoại giữa một bạn nam và bạn nữ nói chuyện với nhau đưa cho các bạn hiểu được là hoàn cảnh ấy là như thế nào. Khi mà nói bạn gái là bị cảm cúm mà bạn ấy bảo là tôi đã khỏe rồi, hôm qua tôi còn chơi tennis cơ, thì diện anh không cần phải lo lắng cho tôi nữa đâu. Vậy sẽ là đáp án à, shinpai shinaide kudasai. Và tương tự chúng ta sẽ cùng nghe từ câu 1 nhé. 1. Park san, oshigoto wa dou desu ka? Isogashii desu. Mainichi zangyou desu. Park san, shigoto wa dou desu ka? Isogashii desu. Mainichi zangyou desu. Dou desu ka? Taihen desu ne. Sou desu ka? Taihen desu ne. Vatta ni thế à? Ê. 週末は休まないでください。週末は休まないでください。お、てや、bạn vất vả nhỉ? Thế thì cuối tuần đừng có nghỉ, có hợp lý không? Không đúng không ạ? B. 週末はゆっくり休んでください。週末はゆっくり休んでください。Vậy cuối tuần nghỉ, ngồi đi nhé, thư giãn đi nhé. Thì đáp án này có vẻ hợp lý đấy đúng không ạ? C. 週末は仕事をしてもいいですよ。週末は仕事をしてもいいですか? Nghĩa là cuối tuần bạn làm việc cũng được đấy. Thì người ta đang mệt, mình lại đưa ra lời khuyên như thế thì không hợp lý. Vậy đáp án đúng sẽ là đáp án B. Và chúng ta chuyển sang câu số 2 nhé. 2. Park-san, 来月国へ帰りますね。え。来月国へ帰りますね。もう少し日本にいたいですが、残念です。もう少し日本にいたいですが、残念です。Tôi cũng muốn ở lại Nhật thêm một chút nữa nhưng mà tiếc quá. 一緒にいろいろなところへ行ってお酒を飲みましたね。Chúng ta đã cùng nhau đi đến rất nhiều nơi và cùng nhau uống rượu nữa đúng không ạ? ええ、楽しかったです。ええ、楽しかったです。gì nhỉ? Chúng ta đã rất vui. Park さんはお酒が好きですね。で、Park さんお酒が好きですね。わ、Park さん gì ạ? Có vẻ rất thích uống. Tôi có cồn đúng không? お酒。も体は大切ですから。Thế nhưng mà, phải là gì ạ? 体が大切ですから。Đó là gì? Sức khỏe rất là quan trọng. Cho nên là... A. たくさん飲みましょう。たくさん飲みましょう。Có nghĩa là uống nhiều và uống nhiều nhé. Thì có hợp lý không ạ? Không. B. たくさん飲んでくださいね。Thật sao nôn để cửa sai nhé, uống nhiều nữa này, đúng không ạ? Thì không hợp lý thôi. C. Thật sao nôn mà này để cửa sai nhé. Thật sao nôn mà này để cửa sai, có nghĩa là không được uống nhiều nhé. Vậy đáp án đúng sẽ là C, bởi vì khuyên anh ấy là không nên uống rượu, bởi vì karada và tai xịt sự, bởi vì sức khỏe rất quan trọng. Sang. Câu số 3 nhé. Park san, mô kuni ni nimotsu wo okurimashita ka? Park san đã gửi hành lý về nước chưa, đúng không ạ? もう送りました。パクさん、手紙をくださいね。パクさん、手紙をくださいね。こんなら、はい、グイトゥーチョトニエ。それから、何ですか?それから、何ですか?私、来年、韓国へ行きます。パクさんに会って、話したいですから。いや、来年、私らさ、私は来年、韓国に行きます。パクさんに会って、話したいですから。でも、パクさんが、もう、チェック、パクさんが、A. 日本語を忘れないでくださいね。Cho nên là gì? Đừng quên tiếng Nhật nhé. Đáp án này rất hợp lý đúng không ạ? Tôi muốn gặp và muốn nói chuyện với Park Sang thì đừng quên. Nên Park Sang đừng quên tiếng Nhật nhé. B. 私を覚えてくださいね。私を覚えてくださいね。Hãy nhớ tôi nhé. Đúng không ạ? C. 日本を思い出してくださいね。日本語を思い出してくださいね。Nghĩa là hãy nhớ lại tiếng Nhật nhé. Không hợp lý đúng không ạ? Omodasu thì thường là để diễn diễn đạt là ý là nhớ ra cái gì đó hoặc nhớ về ai đó. Còn ở đây là gì bạn nhớ tiếng Nhật đúng không ạ? Thì bạn sẽ phải là obuemas. Vậy không có obuemas thì vậy sẽ là wasirenai de kudasai. Đừng quên tiếng Nhật. Vậy đáp án đúng sẽ là đáp án A. Và đó chính là đáp án A của câu số 3. Bài số 3 đây là gì? Suzuki san wa dou shimasu ka? Anh Suzuki sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ nghe và chọn đáp án ở đây. Đáp án là khẳng định hoặc phủ định của các động từ này. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. 第20課1番 Suzuki さんはどうしますか? レイ Suzuki さん、カメラの使い方わかる? 新しいカメラ?
新しいのは知らないな。そう。じゃ、いいわ。高橋くん、ちょっと、カメラの使い方教えて。いいよ。Ở đây ai sẽ là người hướng dẫn cách sử dụng của camera? Đó là Takahashi đúng không ạ? Không phải Suzuki, vậy Suzuki là Osie Masen. Câu 1 nhé. 1. Suzuki-san, 日曜日何をする? そうだな。 4月よ。桜の季節よ。お花見に行かない? うん。じゃ、昼ご飯は私が持っていくわ。うん、わかった。Như vậy là mình chưa bị cùng nhau đi Hanami đúng không ạ? Hanami ikanai. Vậy có nghĩa là sẽ ikimasu. Câu số 2 nhé. 2. Suzuki-san, ashita Park-san no sayonara party o suru kedo, konai? Ừ, iku. Ja, hayaku kite ryori o tetsudatte. Park-san ashita đúng không ạ? Park-san no sayonara party đúng không ạ? Thì làm sao ạ? Thì bạn có thể hayaku konai.Đúng không ạ? Bạn có thể đến sớm được không? Đồ理はちょっと... Sau đó thì lại gì ạ? Nhờ nấu ăn cùng. Đồ理はちょっと... Bố cửa để kinh ai hồ, đúng không ạ? Đồ thì không thể làm được đâu. Vậy thì sẽ là tetsudai masu hay tetsudai masen? Đáp án D, tetsudai masen. Câu số 3 nhé. Suzuki-san, この近くに美味しいパン屋ある? Gì ạ? Ở gần đây thì có. Oishi pan aru? Có cửa hàng bánh nào ngon không? そうだね。駅の近くにあるよ。あ、駅の近くにあるよ。ở gần nhà ga thì có đấy。駅の近く？駅の近く？どこ？地図を書いて。ở đâu thế? Vẽ cho tôi cái bản đồ xem nào。地図？僕もパンを買いたいから、後で一緒に行かない？あ、僕もじゃパン買いたいから、後で一緒に行かない？đúng không? Tôi cũng muốn mua bánh, hay là để sau đấy thì chúng ta cùng đi nhé。うん。第20課。Như vậy thì anh ấy sẽ là đi mua bánh pan ya e ikimasu. Đáp án B. Và đó chính là cách làm của bài số 3 về bài phần nghe này. Như vậy là hôm nay chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu cách làm đề thi số 4 bao gồm tất cả đủ 4 phần. Từ vựng cho đến chữ Hán, từ vựng, chữ Hán rồi đến phần ngữ pháp nghe và đọc hiểu. Hy vọng rằng qua việc làm đề thi số 4 này các bạn sẽ hiểu thêm những nội dung kiến thức cũng như là cách làm đề thi năng lực tiếng Nhật do JLPT tổ chức. Từ đó các bạn sẽ dễ dàng làm quen hơn với đề thi và củng cố kiến thức tốt hơn để có thể giành được những số điểm cao nhất trong những kỳ thi sắp tới. Mọi ý kiến đóng góp, chia sẻ của các bạn xin mời các bạn hãy comment ở ngay link bên dưới hoặc gửi về Học Tiếng Nhật Cosmos theo kênh Facebook.Mọi thông tin cụ thể hơn về các khóa học tiếng Nhật của Học Tiếng Nhật Cosmos mình đã để ở link bên dưới. Các bạn hãy click vào link bên dưới nhé để có thể nhận được những thông tin cụ thể, chi tiết về các khóa học tiếng Nhật Cosmos, nơi các bạn có thể đón nhận những kiến thức tuyệt vời nhất, những chia sẻ tuyệt vời nhất và những người bạn học tiếng Nhật tuyệt vời nhất trên chặng đường học tiếng Nhật sắp tới. Và nơi đó chúng mình, những thành viên của Học Tiếng Nhật Cosmos đang đợi các bạn. Các bạn hãy click vào link bên dưới nhé. Còn hôm nay thì phần hướng dẫn làm đề thi số 4 xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. ご清聴どうもありがとうございました。